trong thủy hải sản thì có nhiều canxi, nhưng một mình canxi không làm nên được cái khung xương, nó cần thêm bổ sung collagen để làm vững chắc bộ xương và các tạo tế bào nó phát triển được bền vững hơn. Thì ngoài ra nếu ăn nhiều cái thủy hải sản thì có thể là gây tiêu chảy và có nó mang theo một tính chất nữa là bổ sung lệch lạc, bổ sung phiến diện và có thể là lại gây ra cái sự còi cọc, cái sự phát triển không đầy đủ cho đứa trẻ. Cũng theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, quan niệm cho rằng canxi là một nguồn khoáng chất chủ yếu để làm nên một bộ xương vững chắc cho cơ thể con người nói chung và giúp hệ xương của trẻ nhỏ được tăng trưởng tốt nói riêng là điều chưa hoàn toàn chính xác. Lý giải điều này, một số chuyên gia trong lĩnh vực xương khớp đã chỉ ra rằng khung xương của con người được ví như một ngôi nhà với phần thô bao gồm gạch và vữa. Trong đó, canxi như những viên gạch, còn các khoáng chất khác như collagen và lysine chính là vữa, là chất keo để gắn kết những viên gạch đó lại với nhau. Đồng thời, cũng giống như những khoáng chất khác, canxi dễ bị đào thải ra ngoài cơ thể. Do đó, nếu chỉ cung cấp canxi cho cơ thể mà không chú ý cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào collagen và lysine thì cũng không thể có một hệ xương vững chắc như mong muốn được. Do lượng canxi khi không được gắn kết với nhau sẽ nhanh chóng bị đào thải qua đường tiểu. Lysine là một acid amin thiết yếu cho cơ thể, tức là cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được bổ sung từ bên ngoài vào. Lysine có nhiều trong trứng, thịt và nhất là thịt đỏ, thịt cừu, thịt bò, thịt lợn nạc, có trong gia cầm, trong sữa tươi, trong đậu nành, trong phô mát và một số loại cá như cá tuyết, cá mòi. Ở thực vật thì lysine có trong ngũ cốc và đậu hạt. Lysine có vai trò quan trọng trong việc hấp thu, duy trì và ngăn cản sự bài tiết canxi. Do đó, nó có cái vai trò quyết định và quan trọng trong cái tăng chiều cao của cơ thể trẻ. Điều thứ hai là lysine còn có tác dụng làm tổng hợp protein, tổng hợp chất đạm, làm tổng hợp chất collagen rất cần thiết cho cái sự phát triển của bộ xương. Ngoài ra, lysine còn có tác dụng làm tổng hợp hormone để tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường kháng thể cho cơ thể. Lysine được cho là một trong 12 axit amin thiết yếu của cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể người lại không thể tự sản xuất lysine mà phải tổng hợp axit amin này trong quá trình ăn uống hàng ngày. Lysine giúp trẻ ăn ngon miệng, giúp gia tăng chuyển hóa chất, giúp trẻ hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Và đồng thời, lysine còn giúp trẻ tăng chiều cao bởi chúng có vai trò duy trì lượng canxi trong cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều bậc phụ huynh thường bỏ qua và thậm chí không biết đến loại axit amin này quan trọng như thế nào đối với con em họ. Do đó, trẻ thường bị thiếu hụt dưỡng chất quan trọng này. Việc thiếu hụt lysine khiến trẻ chậm lớn do kém hấp thụ, dẫn đến còi cọc và ngày càng trở nên biếng ăn. Rất tiếc là ở Việt Nam hiện nay theo một thống kê thì cứ 3 trẻ em là có một trẻ em suy dinh dưỡng về chiều cao. Và do vậy các bậc phụ huynh thường là chú trọng chỉ bổ sung canxi và những thực phẩm giàu canxi, nhưng mà thực ra thì canxi là chưa đủ, phải bổ sung lysine, nó có tác dụng duy trì và nó tạo collagen trong khung xương vững chắc và nó bền vững hơn.